Xin chào, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Ngô Thanh Dũng. Và trong video clip trước chúng ta đã chia sẻ với nhau về chủng Analyst. Thì ngày hôm nay trong video clip này chúng ta sẽ trò chuyện với nhau về chủng Quirr, Spiral Quirr hay được gọi là Quirr thuần. Tại sao được gọi là Quirr thuần? Tại vì đơn giản là trong dòng Quirr sẽ có rất nhiều những cái chủng tính cách Quirr nhỏ khác, như là Quirr T, Quirr P, Quirr D, Quirr I, Quirr N. Và hầu như tất cả những cái chủng Quirr này, bên cạnh những đặc điểm cá nhân riêng biệt của nó, thì nó đều sẽ chứa những cái đặc điểm tính cách của chủng Quirr thuần. Và vì lý do đó cho nên những bạn nào chỉ cần có chủng Quirr, chủng W, hãy xem tiếp video clip này để thật sự hiểu sâu sắc hơn về tính cách của mình. Ok, sẵn sàng, let's go. Đặc điểm đầu tiên thì nếu mà Lip là chủng được dẫn dắt bởi những cái trạng thái cảm xúc, thì Quirr sẽ là chủng được dẫn dắt bởi lý trí. Lý trí nghĩa là sao? Thứ nhất, các bạn phải hiểu rất rõ, lý trí ở đây nghĩa là đối với người chủng Quirr, họ vẫn sẽ có những cái cảm xúc bình thường. Một trong những cái sai lầm mà hầu như các bạn sẽ rất là dễ bị hiểu nhầm, đó là khi các bạn nghe thấy chữ lý trí thì các bạn cứ hình dung chủng Quirr nó giống như một cỗ máy vậy đó. Kêu cái gì thì làm cái đó, đúng cái này, đúng cái kia. Và đôi lúc mình có cho mình một hình ảnh chủng Quirr nó rất là khắc nghiệt, thế này thế kia, thì đó là một cái đáp án chưa chính xác. Tại vì thật ra đối với chủng Quirr, họ cần vui, họ vẫn rất là vui và rất là quậy. Còn buồn, đôi lúc nhiều cảm xúc, họ cũng rất là nhiều những cái cảm xúc của mình. Tuy nhiên cái điểm quan trọng nhất mà tạo ra sự khác biệt của chủng Quirr so với chủng Lip, đó là khi đứng trước bất cứ một quyết định nào, thì nếu mà Lip sẽ dựa rất là nhiều vào cái trạng thái cảm xúc hoặc là cái tình cảm lúc đó để đưa ra cái sự quyết định của mình. Còn đối với chủng Quirr thì trong bất cứ những cái trường hợp, mỗi lúc ra quyết định, đặc biệt là liên quan tới chuyện tiền bạc nè, liên quan tới những cái chuyện của những cái quyết định về sự nghiệp, về công việc của mình, thì họ thường sẽ có xuống cân nhắc rất là kỹ. Và hầu như bất cứ lời nói của người nào trong quá trình chia sẻ, họ đều sẽ có xuống phân tích, đánh giá, kiểm nghiệm, tìm dẫn chứng. Và họ sẽ nghe tất cả những cái góc nhìn để feeling là cái cảm giác rằng là cái nào sẽ là phương án hợp lý nhất thì họ mới làm, không hợp lý thì họ sẽ không làm. Và chính đặc điểm này nó sẽ tạo ra điểm khá là tốt của người chủng Quirr, đó là bất cứ một việc gì, bất cứ lời nói của người nào thì họ sẽ có xuống lắng nghe và tiếp thu một cách có chọn lọc. Cho nên thường những người chủng Quirr rất là khó bị lừa, nói vui là như vậy. Có nghĩa là bản thân của họ, bất cứ ai nói cái gì, dù anh bao nhiêu tuổi tôi không quan tâm, nhưng nếu anh nói chuyện mà không lọt lỗ tai và nó không hợp lý thì tôi sẽ không nghe. Và thậm chí có một số trường hợp người chủng Quirr họ sẵn sàng phản biện trở lại, dù người đó lớn tuổi bao nhiêu đi nữa, nếu như họ trò chuyện không ok. Hoặc có một số trường hợp là nghe nhưng mà làm theo ý của mình, được gọi là nghe cho có đấy, nếu như cái người kia vẫn cứ tiếp tục chia sẻ những cái thứ mà không hợp lý. Ok, cho nên cái yếu tố này nó sẽ khiến những người chủng Quirr luôn luôn có một cái sự cân nhắc rất là kỹ trước những cái quyết định của mình. Điểm chưa tốt đó là đôi lúc vì chính sự lý trí này nó khiến cho cái người sâu chủng Quirr suy nghĩ quá là nhiều trong bất cứ một việc, đặc biệt là chọn ngành nghề, chọn hướng đi, những hướng phát triển, thì họ luôn luôn cân đo đong đếm quá mức, dẫn đến rất là dễ bị mệt mỏi, bị stress, bị căng thẳng, và đôi lúc sẽ bị chậm so với người khác. Tại vì nếu họ không tìm ra được đầy đủ những dữ kiện để cảm giác được rằng cái sự chắc chắn và hợp lý, thì họ thường sẽ có xuống không làm. Và ý thứ hai là nếu như chủng Lip, những cái động lực của họ đều sẽ xuất phát nhiều đến những cái mối hệ, đến những người thân, thì đối với người chủng Quirr họ lại được dẫn dắt bởi mục tiêu và kết quả cá nhân. Nghĩa là sao? Nghĩa là đối với người chủng Quirr, bất kể bạn là ai, nhưng mà trong bất cứ một cái việc gì họ làm thì hầu như họ phải tự muốn làm việc đó. Như là bất cứ những mục tiêu nào họ phải tự muốn làm thì họ mới máu. Một khi đã máu, còn họ bố cháu là ai, bất chấp. Và thường khi người chủng Quirr họ tìm được cái mục tiêu nó xuất phát từ cái mong muốn của cá nhân của họ, thì thường cái giai đoạn đó họ sẽ rất là máu me, tinh thần chiến đấu rất cao và cực kỳ hổ báo, sẵn sàng chống lại tất cả mọi thứ để được làm cái thứ mình muốn một cách rất là quyết liệt. Cho nên đôi lúc trong những trường hợp này họ thường rất là nóng tính với những cái người nào mà phản kháng lại so với những cái mục tiêu và mong muốn của họ. Và đương nhiên bản thân họ cực kỳ ghét những cái mục tiêu mà đến từ người khác, ví dụ ba mẹ nè, thầy cô, những người xung quanh, mà không có một cái lý do rõ ràng. Và khi không có một lý do rõ ràng, họ thường sẽ có xuống phản biện lại và hay hỏi những câu: ủa tại sao em phải làm, ủa làm này để làm gì, ủa tại sao. Và nếu không có sự trả lời thích đáng, thường họ sẽ không làm. Hoặc là nếu như cái sức ép quá lớn, họ vẫn sẽ làm, nhưng rất là dễ làm cho có, làm cho xong. Và thường những lúc này nhìn họ sẽ rất là chán đời, bất mãn chế độ xã hội, ok, và thường sẽ không thích. Và cũng chính vì lý do đó cho nên đối với những người chủng Quirr, cái điểm tốt của họ là nếu như họ xác định được rất là rõ cái mục tiêu của mình, ok, thì những thứ còn lại sẽ rất là easy và dễ dàng với họ, và họ sẽ bất chấp hết.
Còn nếu như họ không xác định rõ được mục tiêu thì họ rất là hay lý do lý do, rất là hay bị lầy nhầy. Và thậm chí trong một số trường hợp khi mà họ không có mục tiêu, họ như rắn không đầu vậy đó, thì bản thân của họ cũng rất là khó trong cái việc đưa ra những cái hướng đi của mình. Và đôi lúc chính vì việc này họ có thể còn lầy hơn chục lít nữa. Thì đây là một trong những cái điểm rất là quan trọng mà mình cần chú ý. Và bên cạnh yếu tố của mục tiêu thì mọi thứ chưa dừng ở đó. Có rất nhiều những người Trung Quốc chúng ta cũng đã biết rất rõ là mình có những cái mục tiêu gì rồi. Tuy nhiên một cái điều quan trọng nữa là cái người này, đúng, họ sẽ bắt đầu mọi thứ bằng mục tiêu, nhưng họ sẽ kiên trì tới cùng với cái việc đó khi họ nhìn ra được rất rõ là cái kết quả cuối cùng họ muốn có là gì. Nên đa phần rất nhiều những người Trung Quốc, tại sao họ có những mong muốn nhưng họ lại không làm? Tại vì đa phần những mong muốn của họ sẽ giống như là em muốn phát triển kỹ năng tốt hơn, em muốn học tiếng Anh tốt hơn, em muốn giỏi hơn, em muốn làm sao bản thân của em có những kết quả rất tốt. Và đó là những cái mong muốn rất là hợp lý, ok? Tuy nhiên nó lại không có một cái kết quả rõ ràng. Ví dụ như là phát triển tiếng Anh là IELTS 6.5 hay là 7 chấm. Thì đôi lúc chính cái kết quả không rõ ràng nó khiến cho những người Trung Quốc rất là dễ bị lo lắng, sợ hãi. Tại vì cái người Trung Quốc họ rất là sợ thất bại. Nên bất cứ một việc gì nếu họ không chi tiết rõ được cái kết quả họ muốn thì họ sẽ rất khó để lên kế hoạch để đạt được cái kết quả đó. Nên đối với người Trung Quốc, mục tiêu kết quả đồng nghĩa với việc là phải xác định rất là rõ là mình muốn đi cái gì và cái đích đến như thế nào. Rồi từ đó lên chiến lược, lên kế hoạch để đạt được cái đích mình có. Thì chỉ khi đó là lúc người Trung Quốc mới thật sự là chính bản thân mình và tiến thẳng về phía trước. Còn bất cứ cái thời điểm nào vì nhiều lý do các bạn không có cho mình một cái mục tiêu, không có cho mình cái mong muốn và cũng không xác định được cái đích, thì khi đó mình rất là giống như rắn không đầu. Và khi đó là lúc mà gì, mọi thứ trong cuộc sống của mình sẽ càng lúc càng tệ hơn, mình dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, ai nói gì mình cũng nghe vân vân. Thì những thứ đó nó là hệ lụy của cái quá trình mình không chịu tập trung vào mục tiêu, kế hoạch để đạt được cái kết quả cuối cùng của mình. Và vừa rồi sẽ là những cái điều mà chúng ta sẽ thấy rất là rõ trong công việc, trong cuộc sống, trong những cái yếu tố của sự nghiệp, sự phát triển. Một yếu tố rất quan trọng nữa mà đôi lúc ảnh hưởng khá là nhiều lên những cái mối hệ của người Trung Quốc, mà nếu như mình hiểu kỹ về nó thì mình sẽ có cho mình rất nhiều những mối hệ tốt. Yếu tố thứ ba thì đây là một trong những cái chủng tính cách họ sẽ xây dựng mối hệ dựa trên tinh thần của sự win-win, đôi bên cùng có lợi. Thì nếu như người sâu chung lớp khi họ xây dựng mối hệ thì họ sẽ rất dễ theo quan điểm của sự cho đi, cứ cho đi đi, cứ cho đi đi, rồi từ từ chúng ta sẽ gặt lại những cái mà muốn. Thì cái câu kinh điển của người Trung Quốc đó là có qua có lại mới tại lòng nhau. Hay nói khác, đối với người Trung Quốc khi mà họ cho đi hoặc làm bất cứ một việc gì thì trong bản thân của họ cũng sẽ mong đợi cái sự nhận lại. Mà nhận lại ở đây là trên tinh thần của sự win-win, đôi bên cùng có lợi, đôi bên cùng phát triển, chứ không phải là họ cho người khác ở một sự tính toán. Mọi người không thể nào phân tích theo kiểu đó được. Tại vì khi phân tích như vậy thì những người chủng lớp sẽ rất là dễ có xuống hơi suy nghĩ là chủng world là đồ tính toán thế này tính thế kia. Thì chưa đúng. Tại vì bản chất trong sống của mình, bất cứ thứ gì nó cũng được xây dựng dựa trên sự win-win cả. Nên cái người sâu chủng world khi mà họ có đặc điểm tính cách này thì bản thân họ mong đợi là nếu tôi hỗ trợ bạn, ok, thì một ngày đó không xa bạn cũng sẽ hỗ trợ tôi nghe. Và tương tự là nếu như bạn đã hỗ trợ tôi, ok không, thì trong tương lai nếu bạn cần cứ nói tôi sẽ hỗ trợ lại bạn nhiệt tình. Và họ thích cái tinh thần đó trong việc xây dựng những mối hệ. Và cũng chính vì lý do đó cho nên điểm tốt và nó sẽ khiến cho người Trung Quốc, nếu người nào hiểu được cái phong cách này thì làm việc với người Trung Quốc khá là rõ ràng, đàng hoàng ngay từ đầu, và bất cứ một việc gì đều có thể ok cứ kéo ra tại sao bạn muốn làm việc với tôi, tại sao tôi muốn làm việc với bạn, và mọi thứ rõ ràng thì sẽ rất tốt. Tuy nhiên cái điểm chưa tốt là hầu như rất nhiều những người Trung Quốc chúng ta không hiểu được rằng là tại vì chủng tính cách của mình chỉ có 30-35% dân số thế giới thôi, nên hầu như mọi người Trung Quốc sẽ rất là dễ mặc định rằng là ai cũng sẽ hiểu được sự win-win. Nên dẫn đến trường hợp đôi lúc mình biết rằng là mình giúp người ta thì mình nghĩ rằng người ta cũng phải giúp mình, nhưng có nhiều trường hợp lại không nhiều người nghĩ như vậy. Và thường đa phần nó sẽ rơi vào khoảng 60-65% dân số thế giới khác, đó chính là chủng lớp. Và chính vì lý do đó đôi lúc người Trung Quốc sẽ sinh ra những cái được gọi là mong đợi ngầm. Mong đợi ngầm nghĩa là sao? Nghĩa là khi mình giúp họ, mình mong đợi rằng họ sẽ giúp ngược lại mình. Nhưng mà rồi khi mà trong đầu họ không nghĩ về chuyện đó và họ không làm như theo cái ý mình thấy, ok, thì khi đó là lúc mình tự động thất vọng. Và khi mình thất vọng như vậy thì mình bắt đầu sẽ suy nghĩ là ủa, nó phải tự hiểu chứ ta? Ủa, nó chơi với mình từ bước giờ nó phải hiểu. Ủa, nó vô công ty mình giúp nó thì nó phải hiểu một cách rất là rõ ràng là nó phải giúp lại mình chứ. Hả? Nó nghĩ rằng là mình chỉ giúp nó một cách gọi là thoải mái. No, sao mà ngây thơ quá vậy? Và đôi lúc chính vì việc đó nó khiến cho người sâu chung quơ dễ có xu hướng bị thất vọng.
và khi thất vọng thì người chủ mua lại tiếp tục hạ mong đợi của mình xuống và nghĩ rằng thôi mình không mong đợi tới đó, mình tới đây thôi, và rồi tiếp tục cái vòng lặp là không chịu nói ra và cứ nghĩ rằng thôi nếu mà nó không hiểu cao như vậy thì chắc chắn nó phải hiểu được tới đây, và rồi sau đó tự động suy nghĩ, và rồi đương nhiên khi mình không nói ra người kia cũng sẽ không biết, và rồi cái việc đó nó cứ lặp đi lặp lại liên tục, và đến một cái lúc người chủ mua thường họ sẽ kết thúc mối hệ khi họ cảm thấy rằng những cái mong đợi, những cái suy nghĩ trong đầu của mình người kia không đáp ứng được, vậy thì không có lý do gì để tiếp tục duy trì mối hệ đó cả. Thì khi đó là lúc mà bản thân họ sẽ rất là dễ stop mối quan hệ. Tuy nhiên cái điểm khó ở đây đó là nếu như các bạn stop trong sự im lặng thì không có vấn đề gì, nhưng nếu giả dụ đi, ok, nếu bạn nào chủ mua có những mối hệ giống vậy mà các bạn tới gặp họ và các bạn chia sẻ ra rằng là tôi mong đợi bạn thế này thế này thế này thế này thế này mà tại sao bạn không đáp ứng thế này thế này thế này thế này, cho nên tôi cảm thấy rằng bạn không thật sự muốn chơi với tôi thế này này, cho nên chúng ta dừng lại, và rồi khi đó họ sẽ nói một câu mà các bạn chắc chắn sẽ không biết đường mà trả lời, đó là tao không biết những cái thứ đó là những cái thứ mà mày muốn, và rõ ràng là bây giờ mày mới nói với tao, còn trước đó tao không biết. Và khi đó lúc các bạn sẽ đứng họng. Tại vì sao? Tại vì không biết thì không có tội. Và đây là một trong những cái lý do kinh điển mà khiến cho rất nhiều người chủ world, nếu chúng ta không hiểu chuyện này, để bất cứ một trường hợp nào chúng ta phải nói ra cái mong đợi, phải nói ra những cái thứ mà chúng ta mong muốn ngay từ đầu, thậm chí càng chi tiết càng tốt. Còn nếu như chúng ta cứ mặc định rằng là ok, làm việc với nhau bao nhiêu gì đó chắc chắn sẽ hiểu, thì sorry, sẽ không hiểu đâu. Thì đây là một trong những cái điểm rất là quan trọng. Nếu như mình chịu cải thiện nó, chắc chắn các bạn sẽ có cho mình rất nhiều những mối hệ cực kỳ tốt và hỗ trợ cho sự nghiệp của mình. Nếu như chúng ta không hiểu chuyện này và chúng ta tiếp tục có những mong đợi ngầm, thì đến một lúc mình sẽ có cảm giác là tại sao mình chỉ làm việc được một mình, còn lại rất là khó để tìm một cái người phù hợp với mình. Đây là cái mà chúng ta cần chú ý. Và tóm lại vừa rồi là ba cái keyword rất là quan trọng để giúp cho người sale chủ world có thể khái quát được bản thân của mình. Và nếu như mọi người follow theo, mọi người sẽ thấy là cơ bản người chủ world là một trong những người mà nếu như trong sống thì họ sinh ra họ tập trung vào cái việc tìm kiếm cái mục tiêu, tìm kiếm những cái mong muốn của mình, ok, sẵn sàng xử lý những accident xung quanh để tìm mọi cách để đạt được cái thứ mình muốn, thì khi đó là lúc cuộc sống của người chủ world sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Và một cái keyword mà thường sẽ chia sẻ và người chủ world sẽ feeling được cái cách sống của họ, đó là họ luôn luôn muốn cuộc sống của họ là từ lúc sinh ra đến lúc lớn lên trưởng thành, thứ nhất là họ phải độc lập được. Độc lập ở đây nghĩa là sao? Nghĩa là họ không phụ thuộc vào ai cả, ok, và người chủ world thậm chí gia đình có điều kiện, thậm chí là mọi thứ xung quanh đều rất tốt, nhưng họ không thích, họ thích bước lên đôi chân của mình. Thứ hai là khi họ đã độc lập thì họ muốn có mình được sự tự do. Tự do ở đây nghĩa là sao? Nghĩa là bản thân của họ muốn làm gì thì họ có thể đều làm hết, muốn làm gì, họ muốn mua cái gì là họ mua không cần phải nhìn giá, ok, và họ phải thật sự được tự do làm tất cả những thứ mình muốn, và cuối cùng khi đó họ mới feeling được cái cảm giác của sự hạnh phúc, vui vẻ. Thì đây sẽ là cái tinh thần của một cái người chủ world khi họ đi. Nhưng bên cạnh đó thì hầu như không phải rất nhiều người chủ world đều nhận ra được chuyện này để phát triển, mà còn một bộ phận còn lại trong suốt hơn 6 năm dùng tư vấn, đó là những cái bạn mà đôi lúc có thể vì một số cái sự thất bại, vì trước đó không ai hướng dẫn cho mình cách để mình đặt cái mục tiêu, và dẫn đến họ hay có xuống suy nghĩ rằng cái việc để có được sự thành công của mình đó là chạy theo những người giỏi, chạy theo những người thành công. Thì cái việc đó nó cũng tốt ở chỗ là có thể giúp cho bản thân mình học được nhiều, nhưng mà điểm chưa tốt ở đây là đôi khi mình lại khác biệt với người đó, thì có khi cái công thức thành công đó của họ nó lại không thành công với chính bản thân mình. Và rồi khi không thành công như vậy thì thay vì quay ngược trở lại học cho mình bài học là phải phát triển từ bên trong đi lên, thì họ lại nghĩ rằng là người đó chưa đủ thành công, và thế là tiếp tục đi gặp thêm những người giỏi khác, và cái vòng xoáy nó cứ liên tục, và đến một lúc cái người chủ world họ cũng không nhận ra mình là ai và họ rơi vào sự mơ hồ. Thì hãy hiểu về chuyện này để rồi quay ngược trở lại tìm mọi cách hiểu rất là rõ mình là ai, mình có những cái điều gì, và rồi xây dựng cái mục tiêu, cái kế hoạch và cái kết quả dựa trên những cái thứ mình có. Thì khi đó là lúc các bạn sẽ thật sự có những cái kết quả cho bản thân của mình. Và với phần đó thì Dũng xin được kết thúc cái video clip này, và cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hy vọng nó sẽ giúp được cho các bạn. Và nếu như mọi người thấy nó hay, hãy like, share, subscribe để ủng hộ cái chuỗi series thấu hiểu bản thân của mình với Xin Chắc Vân Tay, và chờ đón video clip tiếp theo.